chủ tịch. Chủ tịch khoan, con kiến. Thôi mà, tôi cũng là giải thiểm à. Ca, mọi người đi vô tất cả trên phút đi lên. Mình tên là Thiên, Thiên năm nay 27 tuổi và đang làm nghề nghiệp là diễn viên. Hiện tại thì mình cũng có rất là nhiều cơ hội để đóng những cái vai phụ nhưng mà chưa được lên dây chính lần nào hết. Nhưng mà trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là Thiên sẽ trở thành minh tinh. Rất là may mắn có trong tay đến 2 tỷ lận. 0 0 2 7 0 2. Mẹ ơi, con trúng số độc đắc rồi. Đối với Thiên, 2 tỷ là một con số rất là tuyệt vời. Có 2 tỷ trong tay bây giờ thì chắc là Thiên sẽ đầu tư cho mẹ một cái quán bánh xèo to hơn, thiệt là rộng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đi. Mình sẽ mua xe này, rồi mình sẽ mua quần áo nè, đồ chơi nè, game nè, mướn trợ lý nữa. Tại vì mình cũng là diễn viên mà, nên kỳ này có hai trong tay thì chắc chắn là Thiên sẽ làm được rất là nhiều chuyện. Wow, ngầu dở. Chứ sao? Chưa. Nhưng mà sắp rồi. Chúng tôi nghi ngờ anh giả mạo giấy số để lừa đảo. Bây giờ mời lên phường. Bê phường. Tôi vô tội. Số độc đắc chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. True Beauty, vẻ đẹp chân thực, phát sóng độc quyền trên Vion.